Ủa chứ anh Thành tới chưa? Anh Thành đâu có ra đi Mỹ chưa về hả? Ủa chứ anh Thành tới chưa? Anh Thành đâu có ra đi Mỹ chưa về hả? Bảo quá chứ. Nhắn nhủ với lại hai người còn lại trên poster là Đại Nghĩa và Trấn Thành. Cái đó là phải nhắn chứ. Trấn Thành hiện tại đã có vợ và sắp tới là có em bé nữa. Thì poster là Đại Nghĩa và không, cái đó là phải nhắn chứ. Trấn Thành hiện tại đã có vợ và sắp tới là có em bé nữa. Thì sắp tới thì cũng nhiều việc cho nên Thành Thành sắp tới có rất là nhiều việc và rất là nhiều công việc thì cũng phải lo cho gia đình hai bên nữa, cho nên Thành phải đi kiếm tiền nhiều. Còn Hadi Won thì các bạn biết rồi, em ruột Chí Tài, không giờ tốn tiền cho ai trên, ngay cả làm việc với tôi 8 năm trời cũng chưa bao giờ mời tôi được một ly nước cam nữa mà, cho nên Thành phải vất vả hơn.